Cái này thịt trâu mình hầm với xả, bắp, mỹ. Mời cả nhà ơi. Quá đẹp luôn. Cái này thịt trâu nha cả nhà. Quá trời nồi thịt kho luôn rồi cả nhà ơi. Nồi thịt kho mùa Covid. Đó. Chùm. Đẹp lắm chứ bộ nè. Đăng lên nói là nghe sầu rồi phải chủ như chị ăn mấy ngon rồi mấy hậu khẩu vị mấy đủ chất rồi mà đẹp nên là sao vậy cái này cái món hẹ này mình làm gì đó, thả nấu sầu mực hả? Sầu mực rồi mình bắt buộc chùm rồi mình lừa trụng vậy đó hả? Cho nó mau sầu nó chín nó ngon nó không có mùi hẹ mà nó trong rồi mình nói là mực mình buộc cái chùm kiểu này là mình để mình xào mực nha quý vị. Đó bây giờ mình trụng nước sôi 5 phút rồi bây giờ mình vớt ra đó. Mình bỏ vô nước đá. Đó. Bỏ vô nước đá. Sao cái thằng đó. Dạ. Ăn lúc á. Cái này người ta giống như người ta bó mạ để nó đi cấy. Đây nè quý vị, đó, ngâm nước đá cho nó giòn cho nó trong nha. Đó. Nước đá nè. Mình ngâm vậy nè cho nó giòn nó trong cái củ kiều của mình đó. Rất là đẹp luôn.